vận động viên Nguyễn Thị Hồng Quyên của Yên Nội Hà Nội xin theo. Mời trọng tài Bùi Tuấn Anh vào điều hành trận đấu. Xin trân trọng giới thiệu keo vật lèo số 9, Đô Nguyễn Thị Hồng Quyên, Yên Nội, Hà Nội mang trang phục đỏ dữ. Gặp Mạc Thị Thùy Linh của Tuyên Quang mang trang phục xanh xin theo. Mời trọng tài Bùi Tuấn Anh đưa vận động viên vào thi đấu. Trọng tài chuẩn bị, các đội chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Lèo nữ ở đầu lèo ba Đô Thành Tâm Vĩnh Phúc và Đô Nguyễn Văn Linh Bắc Giang chuẩn bị trang phục vào thi đấu ở trận tiếp theo. Viên thi đấu tích cực, trận đấu tiếp tục. Vừa rồi vận động viên xanh với một đòn quấn không thực hiện được để chuyển thi đấu đi đến tư thế đứng. Vận động viên đó 30 giây nếu mà vận động viên đó không thực hiện được kỹ thuật là vận động viên xanh, vận động viên đỏ sẽ được một điểm. Hết giờ nghỉ, mời hai vận động viên vào tiếp tục thi đấu hiệp 2. Trong tay chuẩn bị, vận động viên chuẩn bị, hiệp 2 bắt đầu. Nếu vận động viên nào có một bộ phận ra khỏi vạch đỏ
thi đấu tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua với điểm tỷ số 5/4, vận động viên Mạc Thùy Linh thắng, mang những trang phục đỏ thắng. Xin mời trọng tài Đỗ Thành Vinh trao phần thưởng cho hai đội. Thank you.